Xin chào tất cả các bạn, tôi là Luận Gia Ven đây. Hôm nay tôi quay trở lại với tất cả các bạn về cái chủ đề mà rất là nhiều các bạn hỏi cho tôi là visa kỹ sư có được làm thêm các cái việc phụ ở Nhật không? Trong cái thời gian vừa qua thì tình hình Covid làm cho rất là nhiều các công ty không có việc làm và rất là nhiều các bạn kỹ sư cũng như rất là nhiều lao động ở Việt Nam cũng kéo theo việc làm rất là ít và không ổn định. Chính vì vậy nhiều bạn muốn là tìm được thêm một cái việc gì đó ở bên ngoài để làm ngoài cái công việc chính ở công ty, bởi vì trên công ty là không có tăng ca hoặc là làm không đủ giờ. Thì các bạn có hỏi mình rất là nhiều cái vấn đề là có visa kỹ sư có làm được cái việc phụ ở bên ngoài không? Thì cái điều này là chính bản thân của mình nhiều năm trước mình cũng đã thử rồi. Mình là visa kỹ sư. Mình mà là visa kỹ sư ấy, thì theo quy định của New Cam, của luật của Nhật ấy, là mình chỉ có được làm ở cái công ty mà mình đã được phép cấp visa thôi. Ở Nhật thì cũng có quy định là nếu như mà bạn là nhân viên chính thức hoặc là bạn là nhân viên hợp đồng cho một cái công ty nào đấy thì bạn chỉ làm được việc ở cái công ty đấy, ở cái hợp đồng đấy thôi, chứ bạn không thể nhảy sang làm một cái công việc thứ hai được nữa. Chính mình cũng đã gặp rất là nhiều người Nhật, người ta cũng có đi ra làm ở những nơi khác nhưng mà người ta vẫn rất là ái ngại khi nếu mà bị cái công ty đang làm việc ấy phát hiện ra. Đấy là người Nhật nhé. Bởi vì người ta quy định là trong công ty chỉ có làm việc ở cái công ty đó thôi. Có một cái giấy mà làm các cái hoạt động ở bên ngoài là cái giấy mà Shikaku Gaikatsudo ấy. Thì cái giấy đấy ấy là chỉ dành cho những người mà visa gia đình và những người mà visa du học sinh, tức là chỉ làm được 28 tiếng thôi. Bởi vì cái mục đích chính của người ta là sang đây là đoàn tụ gia đình và đi du học, cho nên là New Cam chỉ có cho làm 28 tiếng thôi. Chứ kỹ sư đã là visa ghi dư chư rồi thì không thể nào xin được cái tem Shikaku Gaikatsudo nữa, bởi vì các bạn đã làm việc chính thức ở trong công ty rồi đó. Cho nên là các bạn đừng có nhầm lẫn nhé. Bản thân mình thì ngày trước là mình cũng ngoài cái công việc ở công ty ra thì mình chạy đi lung tung ở các nhà hàng hay là những cái Komini hoặc là những cái chỗ mà Yamato gửi hàng xuất hàng đấy, mình định vào đấy mình xin làm việc thêm ngoài giờ hoặc cuối tuần, nhưng mà khi mình chìa thẻ ngoại kiều ra thì người ta cũng không dám nhận. Và một cái điều này nữa là nếu như mà có nhận ấy thì các bạn cũng chỉ là làm một cái công việc gì đấy nó trong một cái thời gian nhất định thôi, chứ không phải là làm liên tục. Ví dụ như bữa hôm nay có thể ai nhờ bạn đi chuyển đồ thì người ta trả cho bạn, trả tiền tay cho bạn luôn vài đồng, chứ không có thể là một cái công việc nào dài làm triền miên được. Bản thân của mình thì trước đây mình cũng là visa kỹ sư và thi thoảng mình có chạy xe buýt đi đưa các nhóm đi du lịch đấy. Thì cái đấy là mình cũng, mục đích của mình là cũng thứ nhất là vui chơi, thứ hai nữa đấy là mình tụ tập các cái nhóm bạn bè vào, thì mình với cái danh nghĩa là mình đưa các nhóm đi chơi, chứ không phải đấy là một nghề, không phải là một cái công việc phụ bên ngoài theo đúng nghĩa là công việc mà nộp thuế, thì đấy không phải là việc đấy, không được phép. Thế cho nên là qua video này thì mình cũng rất mong muốn các bạn hiểu được điều đó. Nếu như mà các bạn mà muốn kiếm được một cái việc phụ mà để làm ấy, thì mình khuyên các bạn là kiếm các cái công việc mà ở cái thời đại 4.0 này thì kiếm các cái công việc về nó liên quan đến computer, về internet. Ví dụ như các bạn làm xây dựng những cái hệ thống bán hàng tự động trên internet, xây dựng những cái hệ thống ví dụ như tiếp thị marketing, tiếp thị affiliate ấy. Hoặc là các bạn đơn giản nhất là các bạn hãy làm một kênh YouTube, xây dựng cho mình một kênh YouTube, làm sao có nhiều người view, nhiều người follow, thì đó cũng sẽ là một cái kênh kiếm tiền rất là tốt. Chúc tất cả các bạn thành công và có cuộc sống ổn định ở Nhật Bản. Cuộc sống nó khó khăn nhưng các bạn hãy cố gắng lên, phát triển bản thân là quan trọng nhất. Hy vọng tất cả các bạn sẽ có được một cái cuộc sống tuyệt vời. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký cái kênh YouTube Luận Gia Ven. Nếu như mà các bạn cần tư vấn thì các bạn có thể gặp mình trực tiếp ở Nagoya. Thì các bạn đến Osukanon, cách Osukanon 500m thì đây là cái văn phòng của mình. Cái khu này là văn phòng của mình. Các bạn có thể gặp mình vào cuối tuần ở đây.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Các bạn hãy ấn vào nút like, đăng ký và ấn vào quả chuông giúp Trường Luận nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.